Chào mọi người đến với chương trình này góp nhận 10.000 tóc cần bikini các bạn. Mỗi lượt ghép 20 tóc cần bikini được các bạn, khoảng 3 đô. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả, mở Telegram bấm nút chuột tắt để chat chatbot các bạn. Chương trình này góp này trong phong phố vào năm 2021 các bạn. Hello Hien, rồi các bạn vào website nữa các bạn. Này vào mình coi website của nó các bạn. Để mình coi cái tìm hiểu qua các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu các bạn. Con này trong chương trình này góp nè. Rồi website này không có gì hết, có bao nhiêu thôi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại, các bạn bấm vào podcast này các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn follow từ Twitter, like và WeWeWeChat Messenger nữa các bạn. WeWeWeChat and like business messenger. Nghĩa là các bạn đi tiếp dưới comment nha các bạn. Rồi các bạn chờ thiếu các bạn theo dõi nè các bạn. Đây là một cái dự án của Trung Quốc hay gì các bạn. Ồ, 1.500 đô. Ai gấp like. Rồi các bạn like. Rồi các bạn tự quét lại sẽ dân với tự quét lại các bạn. Rồi các bạn ghi A còng Bis Sini nè các bạn. Rồi đi lấy tư username của nó các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn test lại, các bạn bắt đáp lại các bạn. Rồi bấm net nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn join vào nhóm seller. Hai kênh nhóm chat và kênh seller của nó nha các bạn. Join. Rồi seller. Những nguồn gấp thế này nữa sẽ cảm thấy bà luôn mà. Rồi mình thấy nó trên nguồn gấp cũng có uy tín để mình làm luôn các bạn. Đây mình ao ra một cái tài khoản. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Đây là dự án của Trung Quốc thì ta. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Rồi các bạn bấm đòn. Tiếp tục thì các bạn địa chỉ với C20 bên địa chỉ chocolate Master Wallet, các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Nếu làm thì bạn mai chiều các bạn lại trúng 1-2 token về giá trị các bạn khá luôn nha các bạn. Hiện tại mình cũng giữ một số token khá là nhiều lít sàn giá, hiện tại giá khá là thấp nên chưa lít sàn được, mình chưa có. Như tôi cần IDF nè, IF nè, lít sàn Uniswap nè, giá lên. Những tôi cần thường thường mới về chưa lên đâu các bạn ơi. Các bạn rồi bạn sẽ chép cho em các bạn. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username từ Twitter của các bạn nha các bạn. Memo của anh. Kệ không làm gì các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào balance để check số cần gấp được các bạn. Rồi mình đã nhận được 1.000 tốc cần BCO. Lấy cái form mình sẽ bông bè những người thân và lộ file được tài khoản của mình nè các bạn. Rồi tiếp tục thì withdraw. Form minimum name member. Rồi vậy video này kết thúc, các bạn dịch ra các bạn. Các bạn cho những video clip tiếp theo từ mình nhé.